Vâng, báo cáo bác. Trời đang mưa rất nặng hạt, cũng khá là muộn rồi. Thì em vẫn ở trong trung tâm Internet Việt Nam trên Hòa Lạc các bác nhé. Đây là mấy cây của ông chú ông ấy bày trong cái sân này mà. Thì biết cũng lâu rồi nhưng mà chưa vào thăm được, hôm nay mới vào. Đấy, thì những cái dãy bên kia là dãy đỉnh cao rồi. Bây giờ ra xem một số cây ở phía bên xa xa này. Tiên là cái cây sữa các bác nhé. Cái hoa sữa nhé. Đấy, cây hoa sữa này. Bệ rất hay này. Ok chưa? Đấy, các nhìn nhé. Trước em có một cây mini, cây hoa sữa mini rất hay. Cây hoa sữa này mà thi thoảng nhìn ở ngoài đường rất dễ sống các bác. Rất rất đẹp và nhiều khi những cây rất là bệ rất là hay. Mà trồng cực kỳ dễ sống, sữa này các bác nhé. Đấy, nhiều khi có những cây bệ rất quái mà rất dễ trồng. Cây sữa này, tôi thấy nhiều bác có những cái cây sữa này. Thì chắc chả ai ươm gì đâu, nhưng mà chắc khai thác được thôi hoặc là nhặt nhạnh thôi. Đấy, thì nó cũng chưa vặt lá, chưa chưa tỉa như là nó hơi khó nhìn quá. Nói chung là bệ nhìn đến này nó có hiểu luôn. Đấy, tổng thể lên như này. Đang rất là mưa, tôi lướt cái dãy này thôi. Đấy, là con cốt xanh vẫn thuộc hàng mini, vẫn thuộc hàng mini. Đấy, rất nhiều phân trâu phân bò cho vào đây này, rất ẩm, phân trâu phân bò này rất ẩm quá, nhất là có mưa vào ấy, hoặc tưới vào nó giữ ẩm rất là tốt. Đấy, con này rất hay này. Rồi tiếp theo đấy, lại một cái kiểu mà chơi của người chơi thác đổ các bác mà điêu luyện ấy, nên là con năm điền, danh năm điền thác đổ. Nhưng mà để mà những cái cành mà ở bên dưới này này nó phát triển ok ấy, những cái tay tay đổ ở dưới ấy, thì buộc các bác chơi là phải để ý để cho ánh nắng nó đều được ấy, để có thể những cành phát triển đều như nhau ấy, thì phải nghiêng xuống cái này để những cái cành này nó đón nắng nó khỏe đều như những cành ở trên. Đấy. Đấy, thì cái con này khá là hay, Nam Điền, nhưng mà còn chưa chưa còn đang nuôi thả nên là hơi khó quay. Chậu là đẹp rồi này. Đấy, để trên cái máng nước. Tiếp theo một con đổ nữa. Đổ. Con đổ này hai con đều là Nam Điền. Đấy, cốt rất là hay rồi. Để thả cho nó khỏe thôi. Ruối, ruối các bác nhé, ruối. Đấy, một con tử nhỏ nhỏ ở đây, xanh ngắt luôn. Theo rồi lên đây. Đấy, con này lá hơi to nhưng mà không sao, khá là hoàn thiện rồi. Khá là hoàn thiện đấy bác. Đấy, bác thích cây nào thì ở em nhé. Chú em nó cũng bán đấy. Thì cứ em thôi, chỗ người nhà. Đấy, đồng la hán này hay này, mini nhá bác nhá. Nhưng mà cái thân của nó này xoắn xít này, đồng la hán nhá. Đấy, các bác nào chơi chơi loại này này. Chú đang thả này, đang thả đây này. Đấy, đây các bác nhá, nhìn cái bệ nhá, thân nó rất là xoắn xít là hán, thì bác lũa một đường từ trên xuống dưới nhá, xong rồi bộ ánh sơn trắng vào như kiểu Nhật đấy, chơi là hay lắm đấy. Rồi này, con này nữa, sung kiếm được nhiều phân trâu phân bò thế. Đấy, sung này. Rồi. Nấu cơm chưa chú? À. Nguyệt quế. Bữa nay tưởng có mỗi kia, ở đây lại thấy nguyệt quế này. Cháu có một cây này mà chết mất tiếc quá. Đấy. Hàng 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 phôi, hàng đang dựng.
đang nuôi thả tay này cho nó khỏe. Bệt quế, bệt quế đấy. Đây là con xanh này đấy nhỉ, hai con trâu hai bên. Chậu to thế, làm láng làng này. Cốt đẹp đấy, cốt đẹp. Cốt đẹp. Không xem được ở trong. Đang để rộng quá. Bên vén lên này. Đấy. Dùng cái bệ cái này đẹp. Đấy. Đẹp phết đấy. Bệ trâu. À, mưa quá. Đang mưa quá, ướt hết cả camera. Ui, cái bà này đi cấy à? Trồng đít à, đi đơm. Đây rồi, đang bắt cá đây. Trồng đít kinh thế. Đây là có cái giỏ đằng sau này. Đấy, có cái giỏ. Ôi, con này hay đấy. Đây, xa xa đi. Đấy. Hay ghê đấy. Bể nó chảy ra kinh chưa? Sau này mấy mấy năm nữa nó khỏe cái rễ này ra đẹp lắm đấy. Còn làm điền mày nhiêu tiền đấy, phôi thôi nhưng mà nhiêu tiền đấy. Lũa này, lũa hôm nay chơi biết chơi phết đấy nhỉ. Đấy, ông thuê thợ đục cắt à, thuê à, ông có tự làm được không? Không. Đấy, ông chú này chán lắm đấy, làm đơn giản thôi, còn thời gian mất thời gian đó. Tạo thế là thợ. Đấy, cái này hay, cái dấu giống xanh này quý. Đấy. Đẹp đấy. Đấy, cây giá trị. Ôi, cây nhất chi mai này hay này. Tết trời đúng nhất chi mai. Đẹp, thanh cao. Tùng cối. Đang mua bán nhất chi mai thì đang vài đắt hàng mình cổ ấy. Nhất chi mai danh danh này, danh 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 này cũng hay này. Đấy, danh danh hoa thơm lắm, chịu khó hót phân trâu vào đấy thế. Mua nhiều mới đóng rồi kìa. À đây, mua tưởng hót của ngoài kia. Đấy, cái nhất chi mai hay này. Đấy. Hoa đang có hoa đẹp. Này không 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 nhấc về chơi nhỉ? Thì chưa có hoa mới. Để ở đây thì không không cần nhiều hoa lắm. Đôi vài cái hoa là được. Đấy, bệ ngon. Để đây bệ được. Không cần phải rườm rà như mấy cái cây họ thằng bán nhiều. Ngon, cây già. Đây hoa nữa. Nét này nào, nét này nào. Chi mai giống này cháu thích cái giống này lắm, cái nụ lúc nhú nhú đỏ này, xong nó nở ra hồng phớt. Đây là nhất chi mai này, xanh này cũng làm biển, đúng là xanh làm biển. Kim quýt à? Ra à, vâng, kim quýt. Ôi rồi con xì này như kiểu cái lư hương ấy nhỉ. Đấy, cái bệ nó chảy chảy hết cả cái chậu luôn, nhưng đang đắp đất trên thì không nhìn rõ, chưa làm phân chi hết rồi đấy. Phân chi ok đấy. Đấy, ai chơi mới sướng. Đấy, nhìn thì đơn giản thôi nhưng mà nó cả một cái bệ ăn kín từ đến khắp miệng chậu rồi. Đẹp. Đây, ông cành trâu đây. Ông cành trâu là ngày xưa
trẻ trâu thì ước hay thấy nhiều lắm, bây giờ không không biết không có ở đâu nữa mà kiếm. Cành trâu lá đẹp, thân nó đỏ đẹp, đẹp hơn du nhiều đấy, mà chơi dăm lẫn thân tán rất là hay đấy. Cành trâu đang để thả rông thôi đây nhá, dưới này là cái bệ nhá, đấy song thân này lên này. Kia trước làm chi làm răm này, này đi đâu đây? Trước làm chi làm răm này, nhưng mà đang thả mấy cái tay này rồi ung tùm. Cành trâu mai phải đi kiếm cái phải đi kiếm cái xem ở chỗ mấy cái chỗ chăn trâu ngày xưa nó có còn nó không, nó còn không. Đấy. Xì kiếm đâu những cái cây si này hay phết, đào bới ở đâu. Đấy, lá khá to xanh, con này bể thế này, bể rất khỏe đấy, bể rất khỏe nhưng mà không quay được, không nhìn rõ đấy. Đây à, ông Nguyệt Quế này, Nguyệt Quế đổ này, già bé bé già Nguyệt Quế này. Chậu đẹp thế, đấy. Cái gì đây, cái gì nhỉ, không phải liệu nhỉ, quên bố lựu thì phải, lựu thì phải không, rất là hay đấy. Chả biết cái gì đấy chú nhỉ, chó không biết lựu đúng không, à, đúng đấy, có bảo lựu quái ghê nhỉ, dễ này. Đấy. Kiếm một cái cây rất hay đấy. Đấy. Đỏ chót xanh cũng là hán mai chưa thủy đấy, kiếm một ít phân phân mà trồng sướng. Xanh quê cái bệ đấy, xanh quê, xanh quê cũng là hán. Phượng à? Không phải, không, không rất giống với phượng nhưng không phải, đẹp hơn nhiều. Đây này, cây rất giống với phượng nhưng mà lại lá đẹp thế nhỉ, không phải phượng, mận này, đấy, đẹp phết, tím tím, tím tím, thân thì không có gì lắm, đẹp phết, lá đẹp. Cái gì này, bằng lăng hay cái gì không biết, không phải bằng lăng không, giống lắm. Quất này, quất này mà xanh xanh tí thì tốt nhỉ, quả to tí thì là tết là ngon này. Đấy, kiểu như cái chậu hoa luôn, cầu lùn đấy, nhiều cái đẹp quá, tí nữa rồi xem lại xem nào.